Lạc vào Circle K lúc 1 giờ sáng, cô gái sốc ngang với bảng giá siêu sale. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Mới đây, một đoạn clip của một bạn nữ đi kiếm đồ ăn đêm tại cửa hàng Circle K đã làm cho dân tình trầm trồ khi thấy bảng giá. Theo đó, tan ca vào lúc nửa đêm, về đến nhà thì bụng đói, xui một cái là trong tủ lạnh không còn gì để ăn. Cô gái lấy xe chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua gì đó ăn khuya. Tuy nhiên, khi bước vào cửa hàng đi một vòng thì cô gái phát hiện hôm nay mọi thứ có gì đó rẻ hơn so với mọi ngày. Nhìn bảng giá thì cô gái sốc ngang và nghĩ rằng không lẽ cửa hàng siêu sale lúc 1 giờ đêm. Nước yến chỉ với giá 2.000 đồng một lốc, bánh chỉ với 3.000 một hộp, thậm chí là còn nhiều món đồ giá trị chưa đến hàng chục nghìn đồng. Ai khi xem xong cũng bảo rằng đó là giá trên kệ thôi, chứ giá thanh toán thì nó lạ lắm. Cũng hay nha, cửa hàng toàn siêu sale, toàn những khung giờ hoàng đạo, thì không biết là sale cho người âm hay người dương nữa đây. Đoạn clip khi đăng tải đã khiến cho nhiều bạn trẻ có tâm hồn ăn uống cảm thấy hứng khởi và liên tục hỏi địa chỉ. Một số bình luận được dân tình để lại: cửa hàng đang chạy KPI đó, hạn còn lâu nhưng bán gấp để đạt thành tích đó, chỉ chỗ cho tôi để mua về ăn thay cơm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.